Ngoài những bộ sofa tăng cổ điển, sofa hoàng gia VIP, thì món đồ nội thất em muốn giới thiệu đến quý khách hàng ngày hôm nay cũng không kém phần quan trọng, nó năng tính thẩm mỹ, là năng tầm đẳng cấp cho không gian căn nhà của mình cũng như cho gia chủ. Và không để khách hàng chờ đợi lâu nữa, hãy theo chân em xem cận cảnh nhân sắc thật của nhân vật chính ngày hôm nay nhé. Tủ tivi tứ linh hội ngộ với chất liệu là làm từ 100% gỗ cẩm lai. Như quý khách hàng đã biết, gỗ cẩm lai trên thị trường hiện nay được xem là nguyên vật liệu đắt đỏ, giá trị tăng theo thời gian. Gỗ được tính bằng ký, rất khó mua và vô cùng quý hiếm. Gỗ có tính năng bền, thách thức thời gian. Và qua quá trình hơn 3 năm tẩm sấy nên độ bền của gỗ được tăng gấp nhiều lần. Quý khách hàng có thể yên tâm về mặt đó ạ. Kết hợp với chất liệu gỗ quý hiếm là thiết kế tinh xảo, chạm khắc những linh vật phong thủy dành cho gia chủ yêu thích phong cách truyền thống cùng nghệ thuật chạm khắc thủ công. Sản phẩm được thiết kế họa tiết tứ linh, long lăng quy phụng, tượng trưng cho sự bình an, may mắn, phồn vinh, đem đến dưỡng khí tốt lành cho gia chủ. Sản phẩm được các nghệ nhân sơn đông chúng em đặt cả tâm huyết, trao chuốt từng mũi đục, từng chi tiết nhỏ, cả nhà có thể nhìn thấy qua những đường nét chạm khắc tinh xảo, sắc nét từng linh vật. Quá trình cho ra sản phẩm như này rất kỳ công luôn ạ. Từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu, chọn lọc gỗ và sấy gỗ. Và để có được chiếc tủ tivi như này, các anh thợ phải lọc công ra từ những khối gỗ vô hình, vô dạng và được đục chạm cho ra sản phẩm như này rất tốn thời gian và phải làm đi làm lại rất nhiều lần và đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, trao chuốt, kiên trì, thể hiện đường nét tinh tế, đam mê và thổi hồn của mình vào sản phẩm. Không chỉ hoành tráng vẻ bên ngoài mà tủ tivi còn được kèm theo sự tiện lợi bởi thiết kế các hộp tủ vô cùng thông minh và không gian bên trong rất rộng rãi. Tủ tivi không chỉ là một món đồ nội thất thông thường mà còn mang ý nghĩa của một vật phẩm chiêu tài, vượng khí, chấn giữ phong thủy cho gia chủ cũng như một tài sản giá trị vượt thời gian vì gỗ cẩm lai càng ngày càng khan hiếm và quý giá. Hãy nhanh tay sở hữu ngay chiếc tủ tivi với chất liệu là làm từ gỗ cẩm lai quý hiếm và được chạm khắc tứ linh hội ngộ phong thủy tốt lành. Sản phẩm được chúng em trưng bày trực tiếp tại số 99B đường 3 tháng 2 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc quý khách hàng có liên hệ qua số điện thoại 070 299 0114 để được tư vấn nhé. Em xin chào.